Cái cũ á, thì chúng ta nói thẳng ra là nói chung thôi mà rất là nhiều việc. Và với cái vấn đề tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp rất là khó khăn. Tôi cũng xin đơn cử và nói rõ về cái vấn đề là coi như là chuỗi liên kết hợp tác xã và đầu tư cho bà con nông dân. Nhưng là ở huyện Cà Rông Ba, Gia Lai á, của chúng tôi đó, thì tôi xin báo cho quý vị biết một cái điều mà quý vị cảm nhận rằng là khó khăn ghê lớn lắm. Khó khăn thật là vô vàn khó khăn. Thứ nhất là bà con nông dân á, thì phải chịu á, là coi như là sự chi phối bởi các đại lý. Mà họ là coi như là đó cho mượn chút đỉnh phân gạo tiền thì là tính ra là coi như là phải 4%. 4% cho một tháng. Và cái đầu ra coi như là chúng tôi là người sản xuất, chúng tôi phải chịu gì? Chịu cái 4% của người nông dân đó. Xin thưa với quý vị là như vậy.